cảm ơn số 10 thầm lặng của U23 Việt Nam. Vòng chung kết giải U23 châu Á, nếu so với Quang Hải, Văn Thanh hay Tiến Dũng, Công Phượng không thật sự xuất sắc bằng. Nhưng, với bạn đọc Anh Chí, số 10 của U23 Việt Nam xứng đáng là người hùng thầm lặng. Vì sao? Khi cả nước đang đắm chìm trong những thời khắc lịch sử, khi những anh hùng được mọi người hâm mộ hô vang, như Sát Thủ, Quang Hải hay Thần Giữ Đền, Tiến Dũng, mọi nơi đều sôi lên những cái tên vàng của làng túc cầu Việt Nam trong một tháng qua. Nhưng ở đây, mình chỉ xin phép gửi lời cảm ơn đến số 10 thầm lặng của U23 Việt Nam. Bóng đá là vậy, không phải vinh quang là không nghiệt ngã. Một đội bóng có thể mang chiến thắng tột cùng về cho quốc gia, bằng mồ hôi, bằng máu của một tập thể. Nhưng khi tất cả trôi qua, vài năm hay đôi khi vài tháng, điều duy nhất còn đọng trong chúng ta, có lẽ chỉ là người ghi bàn hoặc một ai đó chơi xuất thần. Có thể ai cũng nhớ, tại trận chung kết Euro năm 2008, Tô Z là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha xóa lời nguyền, học tài thi Phật. Nhưng mấy ai nhớ được, một phần lớn bàn thắng đó đến từ pha chọc khe tuyệt vời của Sa Vĩ. Một trận đấu mà Tô Z từ kẻ thế thân cho David Villa trở thành người hùng quốc gia. U23 châu Á 2017 chắc chắn là giải đấu AFC cuối cùng của Công Phượng trong màu áo U23 Việt Nam. Ai cũng tin rằng chàng trai này sẽ dành rất nhiều máu huyết cho giải đấu. Nhiều người hâm mộ có lẽ chỉ chờ đợi những pha đi bóng của Công Phượng giữa hậu vệ đối phương, hay may mắn hơn là một quả phạt đền kiểu Banenka. Không nhiều người kỳ vọng vào một giải đấu mà Việt Nam mang đến hơn nữa cầu thủ thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị tại câu lạc bộ. Thậm chí rất nhiều người chẳng buồn theo dõi vòng bảng giải này. Ngay từ vòng loại, U22 Việt Nam khi đó cũng chỉ đến với vòng chung kết kỳ tích này bằng những chiếc thắng trước các đội yếu hơn hẳn và một thất bại khó chịu trước Hàn Quốc. Một trận đấu mà cá nhân tôi cho rằng, Công Phượng phần nào đã cứu lấy danh dự cho hàng thủ lơ ngơ của U22 khi đó và U23 Kiêu Dũng bây giờ. Nhiều lẽ như thế, chắc rằng với nhiều người vẫn luôn theo dõi từng trận đấu của U23 Việt Nam, cũng chỉ mong thấy được vài pha trình diễn của Công Phượng như ở vòng đấu loại là đủ rồi. Nhưng, một loạt các trận cầu chấn động của đội nhà làm không ít người nhận ra sự mờ nhạt của Công Phượng trên hàng công. Nhưng với riêng tôi, đó là cái hay của ông Park, đó là điều mà các huấn luyện viên trước kia chưa làm được. Có thể đây chính là câu chuyện ông già 60 tuổi này đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ, nói trên bàn ăn, nói trong các giờ nhàn rỗi. Câu chuyện của việc kiềm hãm cái tôi và chơi thứ bóng đá của sự hy sinh vì tập thể. Chúng ta không thể nào kỳ vọng Công Phượng sẽ dùng sức mạnh trấn áp quần hùng, hỗ trợ phòng ngự cánh trái như Mario Mandzukic đang làm ở Juventus. Cũng không thể nào đòi hỏi, với thể hình thuộc dạng nhỏ nhất đội của Công Phượng, mà có thể cắt bóng, bức tốc và áp đảo hàng phòng ngự như đứa con của thần gió, Thierry Henry, một trong những tiền đạo phòng ngự, tiên phong trong bóng đá hiện đại. Nhưng, cá nhân tôi rất muốn và đang cảm nhận Công Phượng sẽ gắng trở thành Roberto Firmino của Việt Nam, một trong những tiền đạo đẳng cấp, đơn độc trên con đường, tiền đạo phòng ngự, kỳ dị của anh. Với cách ông Park ăn mừng hay phản ứng ngoài đường biên, tôi hay liên tưởng đến Jurgen Klopp, và hy vọng, trong những lời chia sẻ của ông thầy xứ Hàn, ông cũng sẽ tin tưởng Công Phượng như cách mà Klopp không thể thiếu Firmino. Vì với Klopp, để đánh giá một trung phong hiện đại, mà chỉ qua việc ghi bàn thì sẽ không tìm ra được người đẳng cấp. Một giải đấu vô tiền khoáng hậu của U23 Việt Nam đã trôi qua, mang đến rất nhiều cảm xúc, vinh quang, tự hào cũng như tiếc nuối. Dù rằng chưa trọn vẹn, nhưng cũng xin cảm ơn các cầu thủ của chúng ta đã mang đến một cái nhìn toàn cảnh nhất về bóng đá. Từ nghệ thuật cho tới đời thường, từ hào nhoáng cho đến gai góc, từ sân bay cờ hoa cho đến mái nhà thầm lặng của những người mẹ đang đợi con. Với những người hâm mộ, dù là đam mê đường bóng mấy mươi năm hay hôm qua vẫn là người chề môi với môn thể thao, 22 thằng giành giật chi một quả bóng, thì tháng 1 năm 2018 vẫn là tháng báo tố thật sự trong lịch sử dân tộc. Về Công Phượng, hình ảnh mà người hâm mộ có thể nhớ nhất ở giải đấu, có thể là pha xoạc bóng vào lưới U23 Iraq. Nhưng với tôi, đó lại là hình ảnh tranh chấp đầy lăn xả với số 10 đội bạn trước vòng cấm địa nhà, trước khi dùng kỹ thuật của một tiền đạo vợt qua hai cầu thủ khác trên sân bóng đầy tuyết phủ. Một chuẩn mực cho lối, tiền đạo phòng ngự, hiện đại, mà ngay cả thần tượng Neymar của Công Phượng cũng khó có thể chơi, dù sở hữu đôi chân ma thuật. Có thể Công Phượng sẽ khó vươn tới tài năng huyền thoại như Gazincha, nhưng hy vọng chàng trai này sẽ mang một quan niệm bóng đá như ông,
người mà khi đội nhà Brazil thua trận chung kết World Cup ông vẫn cười hề hề trở về quê làm công nhân và đi câu cá. Vì với Gazin cha, sau tất cả những điều như vinh quang hay vật chất thì bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Vào sân thì phải chơi hết mình và rời sân thì vẫn chỉ là một gã trai thầm lặng. Hậu cơn sốt U23 Việt Nam, hâm mộ thế nào cho đúng? Chỉ vì dòng trạng thái vui vẻ, muốn đẻ con cho ba cầu thủ U23 Việt Nam mà nhiều chị em phụ nữ rơi vào hoàn cảnh dở khóc, dở cười khi bị người yêu ghen tuông và phải lên mạng cầu cứu. Thành công của U23 Việt Nam đã mang đến một cơn sốt trên mạng xã hội, không chỉ có những anh em yêu bóng đá mà còn đến từ những chị em bởi họ đam mê nhan sắc của các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Quang Hải hay đội trưởng Xuân Trường. Cũng chính từ sự hâm mộ có chút thái quá này khiến nhiều chị em rơi vào tình cảnh bị người yêu giận dỗi vì những dòng trạng thái như muốn đẻ con cho Tiến Dũng, Quang Hải hay tự nhận những cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam này là chồng hay người yêu. Mới đây trên trang Fan Page New Confession của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, một bạn nữ đã rơi vào hoàn cảnh dở khóc, dở cười khi bị người yêu giận dỗi bởi đăng dòng trạng thái, tự dưng một ngày đẹp trời muốn chửa đẻ với ba người đàn ông. Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Thanh ơi các anh ở đâu? Dù đã nhanh tay xóa đi nhưng cô bạn này không nhanh bằng việc lướt Facebook của chàng người yêu và đã lánh nhận hậu quả đó là chàng người yêu học trường Đại học Bách Khoa chụp lại màn hình và gửi từng cái bình luận. Dù đã ra sức giải thích chỉ thần tượng chứ không hề sơ múi được gì song chàng người yêu vẫn vô cùng tức giận, cho rằng cô gái không tôn trọng mình, lôi chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Đanh thép hơn, chàng trai học Bách Khoa còn nhắn tin cho nữ sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân rằng bóng đá là bóng đá, tình cảm là tình cảm, không phải đá bóng xong mang tình cảm ra nói, chửa đẻ, lung tung. Nếu muốn thể hiện như vậy thì chia tay rồi hãy làm. Được biết, hiện tại nữ chính và bạn trai vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Không biết là thật hay đùa, song tâm trạng của cô khá rối bời và muốn chia sẻ để nhận được lời khuyên. Nhiều bạn gái thì đồng tình với nữ nhân vật chính rằng đó chỉ là một câu đùa vui vẻ để ăn theo trào lưu của đội tuyển U23 Việt Nam chứ không hề có ý gì sâu xa và chàng trai kia đã làm quá lên. Cầu thủ phải yêu các hot girl, người nổi tiếng chứ nhòm. Ngó gì đến những sinh viên học còn chưa xong nữa là nói đến làm đẹp. Bên cạnh đó cũng có một số nhận định cho rằng, sở thích, đam mê nên dừng lại ở mức độ phù hợp, không nên ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, tình cảm đôi lứa. Đứng trên phương diện một người đàn ông cũng có bạn gái đam mê thủ thành Tiến Dũng, chủ nhân của bài viết này cảm nhận sâu sắc những sự tủi thân của các đấng mày râu và thiết nghĩ rằng, thần tượng trong đời thì ai cũng có và chẳng ai cấm đoán được mình thích người này, người kia vì họ có tài, họ đẹp trai. Nhưng suy đi cũng phải tính lại chẳng chàng trai nào thích người yêu và sau này là vợ tương lai của mình lại đi nói như vậy với người đàn ông khác. Vậy nên chị em nên tiết chế, vui thôi, đừng vui quá rồi chuốc họa vào thân. Đồng tình với quan điểm với tác giả còn có rất nhiều dân mạng, điển hình như tài khoản Minh Vân bày tỏ đừng nên đùa theo phong trào mà làm tổn thương đến người yêu như vậy. Yêu và ủng hộ đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn đúng, nhưng cuồng cầu thủ rồi đòi chửa đẻ với họ không hay ho gì, thậm chí còn rất lố. U23 Việt Nam được bảo vệ rồi, về với bóng đá thôi. Phía trước các tuyển thủ U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Văn Đại, Văn Đức, Xuân Mạnh là nhiệm vụ mới ở AFC Cup ngay những ngày giáp Tết cùng FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ Anh. Sân cỏ và trái bóng tròn lại vẫy gọi họ. U23 Việt Nam bận rộn suốt từ hôm về nên chưa có một ngày nghỉ ngơi thực sự. Ngay cả gặp người thân của các tuyển thủ cũng chỉ chớp nhoáng, ăn bữa cơm vội. Họ không có thời gian cho riêng mình, chứ chưa nói đến việc trở lại với bóng đá. Lo ngại tác dụng ngược của niềm vui kéo quá dài. Kèm thêm U23 Việt Nam được đẩy lên khai thác một cách quá đà, gây ảnh hưởng tâm lý đến các cầu thủ. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ra ngay một chỉ đạo, bảo vệ các thành viên đội tuyển, được nhiều người vỗ tay tán thưởng, đánh giá kịp thời kịp lúc. Chỉ đạo của Bộ trưởng càng có giá trị hơn, khi chỉ còn một tuần nữa những Bùi Tiến Dũng, Văn Đại, Văn Đức, Xuân Mạnh bước vào chinh chiến ở AFC Cup với FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ Anh. Cũng cần nói thêm, để tạo điều kiện cho các cầu thủ có thể nghỉ Tết Nguyên Đán trọn vẹn bên gia đình, người thân, cả Sông Lam Nghệ Anh và FLC Thanh Hóa đã xin AFC đổi lịch thi đấu lên sớm hơn 4 ngày so với dự kiến ban đầu. Cụ thể, ở lượt trận đầu tiên, Sông Lam Nghệ Anh làm khách Tambinay Rovers Singapore vào ngày 10 tháng 2, còn FLC Thanh Hóa tiếp Global Cebu tại Mỹ Đình ngày 13 tháng 2, tức ngày 28 âm lịch. Rõ ràng thời gian khá gấp rút.
nên cầu thủ cần lắm thời gian để nạp năng lượng cho kịp trở lại với nguồn quay của bóng đá. Bởi với các đại diện V-League thì sau Tết cũng bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Điều thú vị, không chỉ được bộ trưởng sốt ruột lo, bảo vệ mà các tuyển thủ U23 Việt Nam còn được cầu thủ thứ 12 phản hồi từ chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông chung tay làm điều ấy. Lâu lắm rồi chúng ta mới có một đội tuyển tiềm năng như vậy. Chúng tôi muốn bảo vệ các bạn. Một người khác nhắn nhủ. Hãy để các em tập trung vào tập luyện. Sự thoải mái nhất của cầu thủ chính là được trở về với bóng đá. Vậy nên, chúng ta hãy để họ thưởng cho chính mình những phút giây thư thả, tranh thủ đón mùa xuân ấm áp bên gia đình trước khi gánh lên những mục tiêu, ước mơ riêng và chung. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.